Đoạn Ánh sáng phù du của soạn giả Hữu Lộc, nghệ sĩ, diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc trung tâm UNESCO văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh song ca cùng nữ nghệ sĩ Thanh Tâm. Không. Tôi xin chúc Lan những ngày hạnh phúc tốt đẹp nhất. Anh Hạnh, Hạnh ơi, xin anh hãy tha thứ cho em. Mời ánh sáng cảm nhận từ trái tim là sự cảm thông rung động ở tâm hồn. Cùng khi sáng mắt ra, em vội vàng nông cạn. Trời ơi! Thân tôi tàn phế, nghèo tay trắng lưng trơn. Tôi chỉ là một kẻ bá giờ, sống lang thang trên phố chợ vỉa hè. Tôi dám đâu quen biết với người sang ca. Người giống họ, giống tên, trên thế gian đâu phải lạ lùng gì. Dạ, tôi xin cảm ơn cô đã thương kẻ tật nguyền. Tấm lòng cô vô cùng cao quý. Nhưng tôi không phải là Hạnh của cô đâu. Anh Hạnh. Thôi Lan ơi, em hãy về đi, đừng thương tiếc làm chi một con người khốn khổ. Vì giữa chúng ta thôi đã hết tình, hết nghĩa, hết nợ, hết duyên rồi. Biết rằng cuộc chia ly có kẻ khóc người cười. Nay anh mừng cho em đã trị lạnh đôi mắt, mang ánh sáng ngập tràn cho em mừng duyên nợ trăm năm. Còn tôi Lan hãy xem như tôi đã chết từ lâu, đừng tiếc thương làm chi nữa một cuộc đời bất hạnh. Đâu dám đèo bồng mơ ước chuyện tình duyên, thôi thế đành thôi mình dính biệt nhau rồi. Lan hãy về đi. Lan hãy về đi, tình ta không còn mong gì trùng phùng.
Trời ơi! Tức cái nỗi trái ngang, em mới nhìn lại được lòng mình. Ngày xưa em biết anh đối với em, anh không tàn tật. Em sợ anh buồn nên giả bộ tình thôi. Hả? Lan? Và niềm tin theo năm tháng dần trôi. Em yêu anh, yêu tâm chân tình cao quý. Dẫu anh có ra sao, Lan ơi, em không có tội. Mà người có tội chính là anh nè. Nếu như anh không mặc cảm bỏ đi để tự ti đưa mình vào cạm bẫy, thì bây giờ hai đứa mình đâu phải khóc chia ly. Vì anh yêu em mà anh không hiểu được lòng dạ của em. Hôm nay mình gặp nhau đây là có chậm. Chậm lắm không Lan? Lan, dù anh có tàn phế hai chân, em vẫn yêu anh cho đến trọn đời. Lan, Lan, bây giờ tay ở trong tay, em không để mất người yêu năm nào. Dìu nhau trên quãng đường đời, ngày khi sóng gió Lan, em, Lan.